Đây là máy biến áp chính,
MKS-T1 thiết bị mà dùng để đóng cắt bình thường, đóng cắt sự cố, cắt sự cố là cái máy cắt. Đây là máy cắt 2.1, là máy cắt đường dây. Đây là máy cắt 4.3.1, máy cắt máy VH. Đây là máy cắt này, máy cắt hợp bộ nha. Đây là máy cắt ngăn lộ 4.7.1, 4.7.3, 4.7.5, 4.7.7. Máy cắt ngăn lộ đường dây. Đây là máy cắt máy VH tự dùng. Sau máy cắt là cách giao cách ly. Giao cách ly là để tạo ở nhìn thấy được. Khi mà một máy cắt bấm cắt thì mình cắt điện ra rồi nhưng mình không thấy được, mình không biết là nó đã cắt điện hay chưa. Thì mình phải mở cái giao cách ly này ra để mình tạo một khoảng hở nhìn thấy được. Là mình nhìn thấy là nó đã cắt ly khỏi nguồn điện rồi. Đây là giao cách ly. Giao cách ly là 2.1-7 này, giao cách ly đường dây này. 2.1-3 này, 2.1-1 này. 2.3.1.1 là những cái giao cách ly. Vậy là máy cắt là mình thao tác có dòng, đúng không? Giao cách ly mình thao tác có dòng không? Không, dòng. Không dòng. Vậy dòng. Khi mình thao tác cái giao cách ly thì mình phải kiểm tra cái dòng này qua giao cách ly. Phải bằng dòng không dòng. Còn nếu mà không, vậy chắc chắn mình phải nói câu là muốn thao tác giao cách ly thì phải kiểm tra cái dòng qua giao cách ly rồi xin bỏ giao cách ly. Mình cộng mấy ly mình phải cộng thận chỗ đó. Mình nhớ là giao cách ly là có thể thao tác cho ta một bên có điện một bên không điện được. Anh đang nói là dòng điện chứ anh không nói là điện áp. Trôi qua giao cách ly, giao cách ly mà nó có dòng trôi qua là mở ra một quãng ngang, nổ máy giao cách ly đó. Vậy anh phải kiểm tra trên cái đồng hồ ngay tại cái chiếc đưa đó, có thể nó có dòng không? Qua nè, chú ý cho em mình chuyện này. Chỗ mà cái CCTUC41 á, cái đó sao nó chỉ có một cái mũi tên ta? Đó đúng rồi, cái đó
Dạ đúng rồi. Cái này là cầu chì. Đúng rồi. Cầu chì của TUC41. Nhiệm vụ của cầu chì là gì? Lấy cao điện áp. Hả? À, để bảo vệ. Nhiệm vụ của cầu chì là gì? Bảo vệ thì phải quá dòng. Khi quá dòng thì nó sẽ cắt cái thiết bị ra bảo vệ. Thế tại sao cái thằng TU lại có cầu chì? TU có cầu chì thì nó sẽ thì trên đó khi mà điện áp mà nó dòng điện áp mà dòng lớn thì nó tự cắt ra khỏi cái bây giờ anh em có ai biết nguyên lý làm việc của TU là làm việc theo nguyên lý nào? Lấy cái điện áp cao và điện áp thấp để bảo vệ và đo lường. Biết rồi, đó là nó hoạt động theo mặt cầu phân áp của tụ điện. Thì khi cái TU này ra là nó tùy theo cái cấu tạo điện của mình, đơn giản là nó sẽ đi qua hai tụ điện nối tiếp nhau, thì dựa vào trị số của hai tụ điện đó thì cái dòng cái áp lấy ra ở điểm giữa hai tụ đó là nó sẽ có một cái điện áp nó trên rồi so với điện áp đầu vô của nguyên cái bộ TU đó. Thì là người ta chế tạo là ra một cái tỷ lệ nhất định, là theo cái tỷ lệ mà trên bảng em để đó là nó sẽ hạ cái áp của nguồn lấy áp thì sao? Nguồn lấy áp thì sao? Nguồn lấy áp là muốn lấy cái áp ra thì sao? Muốn lấy cái áp ra thì anh đấu vô cái phần cái điểm giữa của hai tụ. Nguồn lấy áp ra thì mình đấu hở mạnh. Nguồn lấy áp ra đấu hở mạnh. Đúng không? Thiết bị đo cắm vô này phải là hở mạch ra là lấy áp. À đúng không? Đúng không? Lấy áp là phải lấy hở mạch. Lấy ngắm mạch có lấy áp được không? Em ngắm mạch có lấy áp được không? Chắc không. Đúng không? Nghĩ được rồi, ngắm mạch người ăn rồi. Ngắm mạch là lúc đó là mình lấy dòng. Đấy, thế thì nguyên lý của TI là gì? Nguyên lý của TI là dựa vào những cảm ứng điện từ. Thì mình muốn lấy TI là gì? Biến đổi dòng điện đúng không? Biến đổi dòng điện. Biến đổi dòng điện thì muốn lấy dòng điện thì sao? Là đấu ngắm mạch. Đó, TU là anh phải đấu hở mạch. TI là phải đấu ngắm mạch. Thế còn nếu mà TI hở mạch thì sao? Không có dòng quang không? Là không rồi. Nhưng mà sao nữa? TI ấy, nó lấy cái dòng nó dùng để cuộn dây thôi. Ví dụ nó lấy mục đích của nó ấy, là để lấy dòng điện cao. Nó chịu được dòng điện cao. Nhưng mà khi mà trong cái mạch ấy, dòng điện mà cao ấy, thì cái điện áp nó sẽ bé. Đúng không? Công suất quang điện nó rất là nhỏ. Công suất quang của nó chỉ có mấy VA thôi. Khi mà dòng cao thì có điện áp nó rất là bé. Nhưng mà nếu như mà để hở mạch ra sao? Điện áp nó rất là lớn. Cuộn dây nó sẽ bị cháy. Cuộn dây nó thiết kế cho nó chịu được dòng điện cao nhưng nó không chịu được điện áp cao. Nên là TI tuyệt đối không được để hở mạch. Được không? TI là tuyệt đối không được để hở mạch. Hở mạch nó sẽ cháy đi. Cháy này là nhỏ, nổ là lớn. Thường là nó sẽ cháy chứ. Nên là anh em sau này đi làm á, để ý khi mà người ta đấu các tủ đưa tín hiệu TI về tủ đo lường bảo vệ á, thì nếu như người ta đưa vô thiết bị bảo vệ á, thì là không sao, là nó đã ngắm mạch trong đó rồi. Còn nếu như người ta đưa cái dây về á, có con lấy này nè, đấy, con lấy á, nếu như anh không xài, anh làm ơn, anh ngắm mạch lại cho tôi. Ngắn mặt hay cái cuộn dây đó bạn, đừng để nó hở mạch. Hở mạch là nó sẽ cháy. Phóng điện, điện áp cao nó phóng điện. Cháy. Cháy tủ là nhẹ, cháy cuộn dây bên trong là lớn. Một cái cháy cái tủ của mình ấy, không bao nhiêu tiền đấy. Trong cái cháy mấy hàng kẹt, không bao thuộc. Nhưng mà cháy con tay biết bao nhiêu tiền. Cái tác chuyện. Để có là anh em mình sai sót, lỗi anh em mình cũng là không cần thật. Mình phải giống người lính của nó. Còn TU sao? TU á, nó chịu được điện áp cao, nhưng mà nó lại sợ dòng điện cao. Khi mà mình để ngắm mạch ấy,
có dòng điện đi qua, đúng không? Dòng điện nó sẽ rất là lớn, giờ nó đi như cái dạng của cây gì vậy, nó sẽ làm cháy hết bụi lên, cháy bụi lên thì hư tiêu của mình. Thì đó giải thích cho tại sao nó lại có cái cột chỉ của nó. Khi mà dòng qua lớn, cột chỉ nó sẽ bảo vệ. Mà em thì em vẫn chưa hiểu là tại sao nó là chỉ có một cái mũi tên một phía mà không phải mũi tên hai phía giống như là những cái máy cắt hộp bộ kia. Bộ gì thì đây là cái này có thể tháo ra được á. Tháo được thôi. Nhưng mà nguyên cái ngăn này có thể mở ra được. Ý là nó nguyên cái ngăn này. Em vô cái tủ TU á, nó là một cái tủ cho em luôn, tủ hộp bộ như thế này luôn. Bên trong nó có TU, nó có cái cầu chì nằm bên trong đó. Đó. Em có thể quay cái TU này ra được, tức là em có thể quay cái TU này ra được, quay ra vị trí cách ly được, em mở ra em quay ra được thì nó đã đưa ra được mà nó như vậy. Còn cái là cách ly là cách ly một phía thôi, TU còn đối với cái này nó là sao, tại sao cái này là có hai mũi tên? Em cũng không hiểu chỗ đó. Thế tại sao cái chỗ này máy cắt này là có hai dao cách ly, không để một dao cách ly? Dạ, anh bỏ hết dao cách ly này không? Để một máy cắt này một dao cách ly này được không? Không. Đúng không? Cái này, cục này, với cái này, đi nhìn nó như nhau. Là nhiều chứ, có cần anh nói rõ nữa không? Ý anh là cái mũi tên hai đó chứ là nó có thể cách ly được. Cách ly hai đầu. Cách ly hai đầu. Được không? Còn này nó cách ly một đầu. Phía này thì áp bé. Với lại phía này, phía đầu ra này nó nối đất rồi nối với các thiết bị đấy. Cách ly với lại phía cao này này. Chỗ này này, cách ly phía cao này. Nó quay ra được, quay ra cách ly rồi. Đưa này ra. Cái này là đưa ra được. Cách ly phía này làm gì nữa? Nó có nối gì với gì nữa đâu, nó đâu đi nối đường dây trong cách ly như này. Thì sau cái này một đầu thì cái phần cái này nguyên này là nguyên một khối này, chứ không phải là cái này riêng ra đó. Cầu chì nó nằm nguyên một khối thành TU, có một cái tủ quay nguyên cái khối đó này. Có một cái ở cái chỗ mà hôm qua Đạt nó hỏi câu rất là hay, khi mà anh em cắt đứt hết rồi á, về cái TU này á có cái cái nguồn điện tự dùng á thì sao? Điện nó xông lên phía nhấp thứ là nguy hiểm, nguy hiểm sửa chữa. Chính xác. Tại vì mình là cụ dây có nhận được cảm ứng điện tử, đúng không? Em ấy xui thôi. Bình thường thì ít khi hiếm lắm đúng không? Nhưng mà nó xui đuổi sao? Nó cảm ứng về sao? Cảm ứng là điện đây từ đây á là 110 chia 3 là khoảng 66V. Nó cảm ứng lên, nó ra tới 22 là 6. 22 lên là 10-11 kV gì đó. Qua đó cảm ứng lên đây, ông này đang thao tác ở đây giật chết. Nên là để an toàn mình ớt CB hạn thế này, tất cả các CB hạn thế mà nối với thằng PU khi mà cô lập cây để đạt trực cây. Nếu mà trong thiếu điều đồ á, người ta có bước mà ớt CB hạn thế rồi thì khỏi cần nữa. Nhưng mà chưa có thì anh em làm ơn, có thấy cái TU nào đang nối vô cái thiết bị mà mình chuẩn bị thao tác á thì ớt nó ra dùng. Ớt CB hạt đấy. Mấy cái CB đó trong tủ nó ký hiệu nhưng mà cái là VTM đó không? Chính xác. VTM là gì? Vun tranh không ơi. À, em cũng không. VTM, VTB. Em thì em ớt hết luôn. Đúng, phải ớt hết. Chính xác. Cái nào mà liên quan đến thằng VT đó mình phải ớt hết. Còn VT là voltage transformer, M là measurement, B là protect là bảo vệ, cái là đo lường. VTM, VTB, CTM, CTB, CT là voltage transformer. CT. Anh đang nói lại cái VTB là gì vậy? Mày ghi hiểu nó là mạch áp cho đo lường, cái biến đổi áp cho bảo vệ. Có cái B là bảo vệ, M là đo lường. Mày tiếng Anh cho phải vui rồi, mắt tao đọc lại đi. Chú tiếng Anh. Anh viết ra tiếng Anh mới chịu nha. Khó nhau quá.